chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review và chia sẻ các cách ráp của cái máy xịt nước hiệu Honda. Máy này công suất là 3.500W, sử dụng điện 220V. Đây là cái thông số mà người ta dán ở trên cái máy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cách ráp đường ống vào và sau đó là mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn. Cái nút đen này là các bạn chỉnh áp suất của cái máy. Các bạn vặn cùng chiều kim đồng hồ là tăng áp suất lên và ngược chiều kim đồng hồ là giảm cái áp suất nén của cái máy. Đây là 15 m giây, mình mua máy là có 15 m giây xịt đi kèm luôn. Phụ kiện đi kèm là gồm cái vòi xịt và cái cần nối và cái bình để đựng dung dịch xịt tẩy rửa và cái đầu lưới lọc để cái đường ống hút lên á, khi mà có nước có rác á thì nó sẽ lọc lại, nó giữ ở đây, rác bụi rồi nó sẽ giữ ở đây. Bây giờ mình tiến hành ráp cái đầu lọc vào cái máy trước, sau đó mình ráp cái đường ống hút đi lên trước. Rồi, các bạn vặn cái đầu lọc vào, sau đó nhét cái đầu màu vàng này vào. Các bạn đẩy thẳng vào nha, không có vặn, các bạn đẩy thẳng vào. Đó, các bạn nghe một tiếng kêu có rớt một cái là ok. Tiếp theo mình sẽ ráp cái đường ống xịt ra. Các bạn cũng đẩy vào và vặn lại. Thì đối với ống này thì các bạn vặn đầu nào cũng được. Tương tự cho cái bên mà gắn cái vòi xịt thì các bạn cũng đẩy vào và vặn nó vào cho cứng là xong thôi. Thì đối với rửa xe máy thì mình sử dụng cái vòi ngắn này mình dễ xịt. Còn khi mà các bạn xịt nơi mà khó xịt á thì các bạn nối cái ống đồng hồi nãy á cho nó dài ra, ví dụ như các bạn rửa xe tải, xe du lịch hoặc là các bạn xịt vào cái chỗ mà nó khó thì các bạn nối cái vòi cho nó dài ra. Đó. Đây cái vòi nó nối nó đây. Khi nối thì các bạn tháo cái đầu này ra và nối cái vòi vào ở vị trí này. Đó, các bạn nối vào xong rồi vặn cái đầu xịt cái bét lại lần trước là xong. Còn cái bình mà để đựng cái dung dịch mà tẩy á thì các bạn gắn ở ngay cái đầu như hồi nãy mình đã gắn đó, các bạn đẩy vào là nó ăn khớp thôi. Đó, đây là cái cách mà để nối cái ống cho nó dài ra. Rồi bây giờ mình tháo cái đầu nối ra và test thử máy cho các bạn xem luôn. Ở đây có công tắc nguồn nữa, các bạn nhấn công tắc nguồn lên, cắm điện 220 rồi và nhấn công tắc nguồn lên và mình bóp cái vòi xịt cho nước nó chảy ra. Đó thì đối với cái vòi bóp này á, cái vòi xịt này á, thì khi mà nó nén lên đủ áp thì nó sẽ tự tắt, khi mà các bạn xịt thì các bạn bóp vào á thì máy nó mới chạy nha. Đó, các bạn ngưng xịt là máy nó tự động tắt để nó bảo vệ là quá áp suất. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Mình chúc các bạn thành công và xem video vui vẻ.
bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.